Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Văn Đức, sinh năm 1977, trú tại thôn Vĩnh Mốc, xã Kim Thạch, huyện Vĩnh Linh, về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, theo khoản 3, điều 348, Bộ luật hình sự. Tại cơ quan an ninh điều tra, Hồ Văn Đức khai nhận được một người ở Đài Loan thuê đưa người xuất cảnh trái phép qua Đài Loan với giá 15 triệu đồng. Vào ngày 21 tháng 8 năm 2023, Đức đã tổ chức cho 19 người ở địa bàn các tỉnh phía Bắc xuất cảnh trái phép qua Đài Loan bằng đường biển. Sau khi nhóm người này cập bến Đài Loan thì bị cảnh sát Đài Loan phát hiện, giam giữ 2 tháng và bị trục xuất về nước. Chi phí để mỗi người xuất cảnh qua Đài Loan là hơn 200 triệu đồng và phải nộp trước 40 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.